Thôi video này cho con này test nổ trước luôn cho mấy bác biết con này cỡ nào nha. Một con Giang Ma 2020 giá rất là rẻ, cho nổ trước luôn. Đó. Bác nghe tiếng máy nữa chưa? Hạ nữa này. Đó, biết máy chất lượng cỡ nào nha. Khoe tiếng máy trước rồi khoe xe sau. Rồi giờ tắt. Khoe từng thứ thiếu một. Khoe tiếng máy trước rồi khoe xe sau nha. Đây. Con Giang Ma 2020 nha. Bên em bán hàng này ghê lắm, mới rửa nha, nên nó thành ra nó còn dính nước nha mấy bác nha, chứ không phải là cái gì đâu, nước á, còn bên kia nó khô rồi kìa. Đấy, nước vừa rửa luôn tức thì. Đây, bằng chứng là vừa rửa xong nha. Rồi ta coi động cơ một con Giang Ma 2020 cực kỳ đẹp, một cầu nha, ra giá rất là rẻ. Chắc báo trên video mình bác coi cho cụ thể ra alo rồi ủng hộ. Con này tuyệt đỉnh luôn. Mình bác biết là em khoe tiếng nổ nó trước rồi em test nó sau mà là hiểu được cái xe cỡ nào nha. Đấy, bơm nước nó này đẹp chưa. Đấy, báo nhiệt nó đây còn mới tinh luôn nha. Con Giang Ma 2020 đẹp tuyệt vời luôn. Đây, phía trong của nó này nó sáng, nó lắng e luôn nha. Mấy bạn yên tâm về chất lượng của con này. Khoe trước tiếng nổ của em nữa. Con này động cơ hai máy. Động cơ hai máy nghe mấy bác nha. Một con Giang Ma 2020 rất là đẹp. Đây, con Clat. Đẹp chưa? Chưa có dấu bung, dấu vặn, chưa có dấu gì đâu. Mấy bạn yên tâm về chất lượng của con này thì tuyệt vời luôn. Không thể chê được điểm nào hết. Nói chung là rất là đẹp. Giang Ma. Con này mấy bác mà bác nào đã từng dọn chạy dòng này rồi hiểu nó nha. Chạy sướng lắm. Nhìn vậy chạy phê thôi rồi luôn. Nó mới như cả nó mới keng luôn. Yên tâm về chất lượng của con này. Ốc này còn 7 màu luôn. Ốc còn 7 màu luôn nha. Đấy, 2T90. Đẹp chưa? 22PS. 22 ngựa nghe mấy bác nha. Cái trục này thì nó phải vô mỡ. Thì nó vậy đó. Xe nào cũng vậy thôi. Trục này thì nó phải có mỡ vậy rồi. Cái trục nó trục xoay mà không có mỡ mới là có vấn đề nha mấy bác nha. Chứ đừng có nhầm tưởng ở chỗ đó nó dơ giấy vậy. Đó là mỡ bò ấy. Họ có một cái hũ mỡ họ bơm vô để mà nó nuôi cái cốt đó. Còn đầu xe thì tuyệt vời, rất là đẹp. Những cái này nó còn lắng nghe luôn. Mùi rinh nè. Rất là đẹp. Đấy, đẹp chưa? Chỉ coi cụ thể là được ủng hộ em nha. Còn nhưng mà đây này nó có một cái vũ mỡ này. Đấy, bơm vào đây để nó nuôi cái cốt đó, chứ không phải là nó lem nhem đâu. Ốc dưới đây mà còn 7 màu luôn nha, rất là đẹp. Con Giang Ma như này người ốc gầm mà nó còn như này thì cái anh Nhật này không biết xài xe luôn, mua về ném chỗ chứ không có đi. Đẹp nha, nói chung là một con xe tuyệt vời luôn. Mấy bác mua con này thì khỏi chê luôn. Màu sơn nguyên rin. Nguyên rin nha, bọn em vừa rửa qua nên là nó ố nha, chưa xịt lại dầu. Xịt lại dầu phát là mới tinh luôn. Dầu máy mình á, xịt lại phát là nó mới tinh luôn. Nhìn nó lắng nghe thôi. Hoàn thiện nha, một con. Đẹp lắm. Máy chạy 805 giờ. Thân số.
Đây, ốc ếch đẹp chưa, rất là đẹp nha. Con này tuyệt vời, bác nào đông được con này thì khỏi chơi, khỏi suy nghĩ gì luôn, về là chỉ lo chạy thôi, không phải lăn tăn một cái vấn đề gì hết. Nó mới quá mà. Nó mới tinh luôn. Dàn gầm đẹp chưa, rất là đẹp nha. Đây nó cũng có cái hũ mỡ để bơm vô để nuôi những cái cốt này nha mấy bác nha, mà nó gần như không phải bơm bao nhiêu. Đây là xo còn bảy màu luôn, nghe đẹp như xuất xưởng vậy, yên tâm. Ốc phải thứ ơi, đếm sai rồi. Không phải à, còn vậy nên vậy khác đồ kia. Nó khác đồ kia, vậy chứng tỏ nó khác đồ kia rồi. Đồ kia chỉnh vậy mà sao, đúng không? Bây giờ sai hay chỉnh chỗ khác. Tay nghe mấy bác nha, rất là đẹp. Vậy con nó đúng chỉnh cái nén khí ấy, đúng không, chỉnh cái áp suất nó đúng không, nó gần như nó mới luôn ngay mấy bác nhá. Yên tâm về chất lượng con này thì khỏi chê, có thùng đồ đây luôn này, nguyên rin của Nhật, ghế rin luôn, ghế rin luôn nha. Nó còn có hai cái tai này nữa nghe mấy bác nha, hai cái tai này ốc rin luôn. Hai cái tai này về mấy bác làm mái che thì tuyệt vời luôn, rất là dễ đấy, rất là chắc nha. Kết cấu của nó đây mấy bác coi cái bát này, làm như này thì rất là chắc chắn, không phải suy nghĩ điều gì hết. Vừa nãy dùng nước cao áp xịt quá nó bong lớp sơn ngoài luôn nghe mấy bác nha, không phải sơn lại đâu, nó cái lớp đây lớp lót ấy. Còn nó xe tuyệt vời, không phải suy nghĩ điều gì hết, rất là đẹp. Yên tâm về chất lượng của em nó nghe mấy bác nha. Chúng không phải suy nghĩ điều gì hết á, một con xe này thì tuyệt vời rồi. Rồi đây có một cái hậu đây luôn, đặc biệt có chốt trong đây luôn này, có chốt nó luôn, đủ luôn bộ luôn cho mấy bác. Tem thông số thì còn rin hết luôn, mấy bác yên tâm nha, rất là đẹp. Đấy, đây là cái vòng tua của số bừa nha. Số 1 là đạt đến tầng này, số 2 như này, số 3 như này, số 4 như này. Thì vòng tua của nó sẽ đạt theo vòng tua là số 4 là kịch ga luôn, là đạt 1232 vòng. Còn đây là tai ben. Đồ, nhìn tem thông số nữa là mấy bác hiểu thôi. Rất là mới. Còn nhưng mà đẹp như xuất xưởng. Lốp còn đẹp luôn nha mấy bác nha. Lốp con này còn tương đối đẹp ấy, phải đơn giản đâu, lốp rin Nhật luôn, 9.524. Đây lốp bét nè, Make in Japan nè. Một con xe mà em cho nổ trước để cho mấy bác nghe tiếng máy nó là hiểu rồi. Mâm trước thì xấu rồi, mà ưng thì em bên em sơn lại. Rồi lốp trước cũng nứt rồi đó, nứt sơ sơ 8-15, nhưng mà về còn trẻ lâu lắm nha. Rồi một con xe 2020 để em leo lên em test cho mấy bác biết chất lượng của con này. Yên tâm, không phải suy nghĩ điều gì hết. Nhưng mà 2020 ghế đẹp luôn, test lên cho mấy bác biết là cỡ nào nha. Đây nha, test luôn. Đâu, đây. Đây thử ra cho mấy bác. Đó, nó không muốn tắt luôn đâu. Rất tuyệt vời. Đó, nổ từng tiếng một. Xe rất là tuyệt vời nha. Rồi, thì em không nói gì nhiều, bác nào mua thì ủng hộ. Thì con này bác nào mua thì ủng hộ nha. Bên em đang ra với con này $29 triệu. Sẽ bớt cho những bác nào có ý mua thiệt sự thì alo, bên em sẽ bớt.
bớt cho để mà mua bán cho nhanh, chứ không có gì hết á. Rồi đặc biệt là còn có con 2.500 đây, đẹp này. Vào trong kia luôn à? Rồi nha. Rồi em báo giá lại cho mấy bác con này 29 củ nha. Đây vòng cua nữa đây. Đấy, rất là tuyệt vời. Rồi, mấy bác nghe tiếng máy nữa chưa? Rồi, cảm ơn mấy bác nha. Con này ra 29. Mấy bác mua được, bên em sẽ bớt cho ít để uống nước. Rồi, cảm ơn mấy bác nha.